Ong các bạn có thể sử dụng, thì đây là silicone, dùng cái đầu lưỡi để dẹt cái viên kẹo. Các bạn nhớ rằng là cái việc đặt của cái viên kẹo cao su này nó chỉ là cái bước xác định đúng cái vị trí của một cái đầu lưỡi mà chúng ta đặt. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Xin chào các bạn đã quay trở lại cái chương trình Mewing của mình. Thì sau hai cái buổi về phần 1 và phần 2 thì mình rất nhận được rất nhiều những cái câu hỏi đại loại là ví dụ như là bác sĩ ơi, em tập Mewing khi nói chuyện thì tập như thế nào, và khi mà em nuốt thì không nuốt được, hoặc là Mewing tập trong cái lớn tuổi nào thì phù hợp, hoặc là em đặt lưỡi lên trên cái vòm miệng thì thực sự vẫn rất là khó bởi vì nó bị chuột cái tư thế. Hoặc là có những bạn mà comment về nói với tôi rằng là bác sĩ ơi, liệu em tập cái Mewing thì liệu là cái góc hàm nó có bệnh ra không. Thì cũng phải chia sẻ với các bạn là Mewing nó chỉ là bài tập về cơ bản, là nó giúp cho tái lập lại cái tư thế của lưỡi một cách chuẩn nhất về bản thân. Tự nhiên của chúng ta vẫn như thế rồi, chúng ta người một người sinh lý bình thường thì có một tư thế lưỡi chuẩn rồi. Và nếu mà bây giờ mà chúng ta chưa chuẩn, bởi vì rằng trong cuộc đời này thì đôi khi chúng ta vô tình quên mất cái tư thế của lưỡi thế nào gọi là chuẩn, thì bây giờ chúng ta chỉ việc là làm sao mà để mà tập lại, lấy lại cái tư thế mà thôi. Chứ bản thân Mewing nó không phải là một cái phương pháp, nó giống kiểu một thuốc thánh, một thuốc tiên để chúng ta làm đẹp cái khuôn mặt. Bởi vì thực sự một cái khuôn mặt đẹp nó phù hợp vào rất nhiều cái yếu tố, hoặc là khi mà chúng ta kết hợp tập Mewing thì chúng ta phải tập rất nhiều cái yếu tố, ví dụ cái chế độ ăn như thế nào để cho một khuôn mặt nó đầy đặn chẳng hạn, hoặc là tập thở như thế nào. Đấy, và lại còn về cơ bản là tập cả tư thế đầu cổ, tư thế ngồi, tư thế đứng như thế nào để kết hợp. Mewing nó chỉ là điều kiện đủ thôi, điều kiện cần thôi, còn điều kiện đủ thì chúng ta phải làm rất nhiều, rất rất nhiều các cái bổ trợ khác nhau. Đấy. Thế thì ví dụ như có bạn hỏi là bác sĩ ơi, khi em tập cái Mewing thì không biết là cái căn của em có bị bệnh hay không. Thì thực sự thì về khái niệm về Mewing ấy, thì có thể chia ra làm hai cái phần, tức là hai cái phần tập. Là thứ nhất là short Mewing và hard Mewing. Tức là gì? Thì tiếng Việt chúng ta có thể dịch nôm na nghĩa là Mewing nhẹ và Mewing nặng. Thì nó khác nhau giữa hai cái này là như thế nào? Thế thì nó chỉ khác nhau về cái cách tập và cái lực của lưỡi đặt lên cái vỏ miệng mà thôi. Thế thì ví dụ như là đối với Mewing hard thì chúng ta sẽ tác động cái lực rất là mạnh. Đấy, có những bài tập để tác động lực lên từ cái lưỡi lên trên cái vỏ miệng, và từ đó sẽ làm thay đổi cái cấu trúc cái khuôn mặt một cách nhanh chóng hơn. Đấy, tuy nhiên thì nó cũng có những cái nhược điểm, bởi vì những cái bạn mới thì chưa hiểu gì về Mewing cả, chưa biết tập như thế nào, chưa biết khái niệm như thế nào. Và cái việc tập hash Mewing ấy thì nó sẽ đưa lại những cái hậu quả nào đó mà chúng ta chưa thể lường hết được. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta bị đau lưỡi này, chúng ta bị đau họng này, rồi chúng ta có thể bị đau các hệ thống cơ, và tệ hại hơn nữa là chúng ta có thể bị biến dạng khuôn mặt nếu mà chúng ta tập không đúng. Thì rõ ràng những cái bạn mà đang tập mới tập thì chúng ta tôi chỉ khuyến các bạn là hãy tập short Mewing, tức là Mewing nhẹ. Tức là gì? Tức là nó chỉ là giúp chúng ta tái lập lại cái tư thế lưỡi đúng và một cái sự nuốt chuẩn, thì từ đó sẽ giúp cho thay đổi cấu trúc từ từ, rồi mở rộng cái đường thở ra để làm sao mà sẽ đưa lại, nó phải nó có một cái sự từ từ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nó gọi có một thuật ngữ đó gọi là ký ức cơ. Đấy, ký ức cơ. Thế thì nói về ký ức cơ thì cơ không phải là cơ nó có trí nhớ đâu, mà tất cả mọi thứ thì nó phải do cái não cùng ra quyết định. Đấy, nhớ lại nó giống như kiểu một cái phản xạ có điều kiện. Và đỉnh cao của Mewing, các bạn nhớ rằng đỉnh cao của Mewing chính là nó trở thành tiềm thức. Đấy, tức là cái lưỡi, tư thế của lưỡi lúc nào cũng phải đặt lên trên cái vỏ miệng ở một trạng thái là giống kiểu là nó ép chặt lên, thì ở một trạng thái tiềm thức. Và như thế thì cái bộ não của chúng ta cần một cái thời gian để ghi nhớ. Và những cái bạn nào mà sốt ruột bảo là tập 2-3 tuần, 2-3 tháng rồi mà chưa có kết quả và sẵn sàng bỏ cuộc, thì tôi khuyên các bạn là hãy từ từ. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ có một cái
cái bài tập khởi động, nó giống như bài tập khởi động để làm sao mà chúng ta có một cái động lực. Và cái nội dung chính của video ngày hôm nay đó chính là tập mewing kết hợp với kẹo cao su. Thế thì ngay bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn vào trong cái phòng lâm sàng và cùng cái bác sĩ của tôi, một cô gái rất là xinh đẹp, để xem là hướng dẫn các bạn cụ thể xem như thế nào. Mà các bạn cho tôi xin giới thiệu mọi người, thì đây là bác sĩ Vân, là bác sĩ mà trong cái trung tâm chỉ đạo tôi vào hôm nay, thì bác sĩ Vân sẽ giúp tôi thực hiện cái hướng dẫn là cái tập mewing, cái vấn đề nhai kẹo cao su như thế nào. Thế thì đây là cái hộp kẹo mà tôi mong các bạn sử dụng. Thì đây là Silitol, thì cái kẹo này là một trong những kẹo rất tốt và nó phải ngừa sâu răng nữa. Thế thì tại sao mà chúng ta phải sử dụng cái hộp kẹo cao su này? Bởi vì rằng là như lúc đầu tôi nói, thì cái vấn đề nuốt đặt lại tư thế chuẩn lưỡi làm cái phần sạc có điều kiện chúng ta phải sử dụng kẹo cao su giống như cái nhớ. Thì cái việc này cho gỡ nhớ cái lưỡi đặt đúng vị trí. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện xem như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhai cái kẹo viên kẹo cao su này, và thông thường thì chúng ta cứ lấy một viên thôi, bởi vì nếu mà chúng ta nhai hai viên thì nó hơi đầy miệng. Chúng ta sẽ nhai một viên và nhai đều cả hai bên. Đấy, nhai từ từ, bởi vì là cái việc nhai cái viên kẹo cao su này đều cả hai bên này sẽ giúp lại thư giãn lại các cái hệ thống cơ ở cái vùng đầu mặt cổ, bao gồm các cái cơ nhai của các cơ dưới móng vân vân, và có một phần nữa là để cho cái lưỡi nó sẽ chuyển động, nó sẽ giúp cho cái việc chuyển động của lưỡi được trơn tru, được đều. Sau khi mà chúng ta nhai cái viên kẹo cao su bắt đầu nó nhuyễn ra rồi, và cái nước bọt cũng sẽ được tiết dần ra, nó giống như kiểu là chúng ta tái lập lại một cái quá trình nuốt chuẩn theo đúng tiêu chuẩn. Đấy, thì cái việc nhai kẹo cao su là một cái việc nhai rất là tốt, bởi vì cho ngay cả bản thân cái kẹo cao su Silitol này nó cũng sẽ là cái thành phần mà diệt khuẩn. Đấy, tôi sẽ làm cái video vào một cái buổi hôm khác. Khi mà chúng ta đã nhai được cái miếng cao su nó bị dẹt rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ đặt lên, dùng cái đầu lưỡi và chúng ta vo tròn cái miếng kẹo cao su vào, cong cái lưỡi lên để đưa cái viên kẹo cao su lên đúng cái điểm cái vân khẩu cái. Đấy, và chúng ta dùng cái đầu lưỡi để dẹt cái miếng kẹo. Thì khi trong cái quá trình này thì chúng ta sẽ ngậm chặt và khớp hai cái hàm răng nhẹ với nhau. Đây là cái điểm mấu chốt của vấn đề, là chúng ta phải khớp nhẹ hai cái hàm răng lại với nhau, bởi vì trong những video trước tôi đã nói là gì, khi hai hàm răng chạm nhẹ với nhau ấy, thì nó sẽ giúp sự cân bằng ổn định của hệ thống cơ thần kinh và làm vững ổn cái hàm dưới. Và đến lúc này thì chúng ta dùng cái đầu lưỡi để chúng ta dẹt cái miếng kẹo cao su. Rồi, đây là cái tư thế mà cái viên kẹo cao su đã được đặt đúng cái vị trí vân lưỡi, và nó giống như kiểu một cái nhắc cho chúng ta. Cái viên kẹo này nó có hai cái tác dụng. Một là trong cái quá trình nhai nó sẽ tập lại cái lưỡi, nó tập lại cái lưỡi. Và cái khi mà cái viên kẹo cao su này được đặt lên ấy, thì cái lưỡi cũng sẽ được cong lên, và cái trương lực của cơ lưỡi sẽ thay đổi, nó giống kiểu một bài tập về lưỡi. Và khi mà cái viên kẹo cao su đã được đặt đúng vị trí rồi, thì chúng ta bắt đầu thực hiện một cái thao tác thứ hai rất quan trọng. Các bạn hãy nhớ rằng là cái việc đặt của cái viên kẹo cao su này nó chỉ là cái bước xác định đúng cái vị trí của một cái đầu lưỡi mà chúng ta đặt vào. Thế còn cái bước tiếp theo bây giờ là chúng ta phải làm như sau: cắn ngậm hai hàm nhẹ nhàng với nhau, hàm trên chúng ta phải ngậm với hàm dưới. Đấy, rất nhiều bạn bảo bác sĩ ơi em không nuốt được, là do bạn quên cái thao tác này, là chúng ta phải ngậm hai hàm lại với nhau, sau đó chúng ta ngậm môi, khép môi lại, chúng ta đặt cái đầu lưỡi của chúng ta lên cái vị trí mà viên kẹo cao su ta dẹt ra, sau đó chúng ta thực hiện tư thế nuốt. Và chúng ta không nên nuốt liên tục, bởi vì chúng ta không có đủ nước bọt để ta nuốt liên tục đâu. Khi mà ta nuốt này thì các bạn sẽ cảm nhận được rằng là cái mặt lưỡi, nó gọi là cái lưng lưỡi ép chặt lên cái vòm khẩu cái chúng ta. Chúng ta cảm nhận được là nó đang có một cái lực chân không hút lên, là ép lên. Và các bạn hãy ghi nhớ lại vị trí này,
Đây gọi là một phản xạ có điều kiện, đó là cái bộ não của chúng ta rất là thông minh, nó có thể ghi nhớ là cái vị trí của chúng ta. Bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái quá trình ăn nhai nuốt của chúng ta, chúng ta không thể nhận ra rằng là cái tư thế lưỡi của chúng ta được sai. Đấy. Và bây giờ chúng ta phải làm chậm, chúng ta phải làm từ từ, và chúng ta cái bộ não chúng ta ghi nhớ vào cái vị trí lưỡi, và chúng ta thấy rằng là cái lưỡi nó được mút lên cái vỏ miệng như thế nào, và hãy ghi nhớ nó. Và chúng ta hãy bắt đầu cái bài tập này. Cái này nó gọi là short mewing. Thì đây là một trong những hướng dẫn ban đầu của cái bài tập ban đầu của tôi đối với một cái chu trình tập mewing bằng việc sử dụng cái viên kẹo cao su. Thế thì trong cái chu trình này thì có mấy cái điểm sau mà các bạn phải có tâm luôn nhớ. Thứ nhất là sử dụng cái viên kẹo giống như là một yếu tố gợi nhớ cái vị trí đặt lưỡi lên trên cái vân khẩu cái. Cái thứ hai là khi mà thực hiện chu trình nuốt ấy, thì chúng ta phải khép hai hàm chạm nhẹ vào nhau, đừng có cắn chặt. Có rất nhiều bạn không biết thì cắn chặt hai hàm vào nhau thì cái việc đấy sẽ làm co cứng các cái cơ. Chúng ta nhớ rằng là chỉ chạm nhẹ thôi. Thứ hai là khép, cái thứ ba là khép cái môi lại và nuốt nước bọt, thực hiện cái chu trình nuốt nước bọt. Và phải ghi nhớ rằng là thân lưỡi, gốc lưỡi và đầu lưỡi đặt toàn bộ lên trên vỏ miệng, và chúng ta phải ghi nhớ. Và một ngày thì chúng ta chỉ cần tập 30 phút thôi, 45 phút thôi. Đấy, và mỏi không? Cái lưỡi nó bắt đầu mỏi. Và rất nhiều bạn rằng là khi mà tập một thời gian ấy, thì thấy nó không hiệu quả thì lập tức là bỏ. Thì hãy nhớ rằng là một trong những cái mewing ấy là phải lên đỉnh cao của mewing ấy, là phải lên tầm tiềm thức. Tiềm thức ở đây là gì? Tức là khi mà chúng ta không nhai viên kẹo cao su nữa thì lúc nào lưỡi nó cũng đúng ở cái vị trí, và toàn bộ cái thân lưỡi, gốc lưỡi nó cũng sẽ ép lên cái vỏ miệng, bởi vì nó đã ghi lại cái ký ức cơ. Và ngay cả lúc chúng ta ngủ đi chăng nữa, chúng ta không có hoạt động thì tiềm thức này nó sẽ giúp đặt cái thân lưỡi đúng cái vị trí. Thì đây là một cái bài tập cơ bản đầu tiên mà các bạn sẽ phải thực hành. Và khi mà chúng ta làm tốt này rồi thì chúng ta phải tiến bước sâu hơn. Và hy vọng rằng là cái bài tập này nó sẽ giúp ích và sẽ đưa ra những cái thắc mắc cho các bạn trong cái rất nhiều bạn đã đặt. Và hy vọng rằng nếu các bạn xem video này thì đã giải đáp được cái thắc mắc của các bạn. Và nếu các bạn thấy cái video này có ích thì xin chia sẻ cái video này để những kiến thức này lan rộng cộng đồng hơn. Và nếu có cái nào mà chưa rõ thì có thể comment xuống bên dưới thì tôi sẽ dành thời gian trả lời các bạn. Thì một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.